Đầu tiên thì đây là kem Miu, kem sữa của Kim Anh. Thì Kim Anh sẽ lấy kem nè. Cả nhà mình ơi, cái hộp kem này Kim Anh sản xuất tại Hàn Quốc nên cách lấy kem nó cũng chậm 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 lắm luôn á. Ta gọi là chậm chóa. Chậm chóa. Này, đây là cái lấy kem của Kim Anh ha. Và đây là kem Miu nha cả nhà, kem sữa nha. Hôm nay Kim Anh đánh kem sữa cho cả nhà coi nè. Cái kem sữa này á nó vô cùng tuyệt vời, đó là khi mà các bạn đánh lên á ha. Các bạn đánh lên nó thẩm thấu ngay, nó cung cấp những cái dưỡng chất vào da mình liền. Vì vậy cho nên là các bạn nhìn nè, các bạn nhìn Kim Anh đánh nè, thấy không? Đây là kem sữa nha cả nhà mình. Kem sữa giá thì nó cũng hơi cao, nhưng mà thật sự ra quan trọng nhất đó là cái nguyên liệu của nó, cái nguyên chất của nó. Đây cả nhà, đó Kim Anh đánh cho cả nhà mình coi nè. Nè, thì đánh xong cái da nè rất là đẹp luôn. Kim Anh chưa make up gì hết nha cả nhà nha. Đó, mới đánh có chút xíu cái môi cho cái mặt mình nó đỡ tái thôi, tại Kim Anh mới ngủ dậy mà. Kem sữa nha cả nhà, giá của kem sữa này là 850. Đây cả nhà mình nhớ phải đánh dưới cổ. Cái kem sữa này á, ngoài cái chuyện mà nó dưỡng da ra ha, nó dưỡng da cho mình ra, thì nó còn có đó là có cái chống nắng nữa. Nó có cái chống nắng bên trong nữa. Nó chống nắng của nó thì chống nắng của nó độ chống nắng của nó rất là nhẹ. Chống nắng của nó chỉ có 30 thôi. 30 SPF thôi, là tức là nếu các chị em mình không đi ra ngoài đường á, các chị em mình ở trong nhà thôi á, thì nên sử dụng cái kem Miu này thường xuyên để nó vừa dưỡng da nè, cả nhà mình thấy không? Vừa dưỡng da nè, vừa make up nhẹ cho cái da của mình nè, các chị em mình thấy không? Đó. Nè. Đó. Nè, cái mình mới đánh có cái kem Miu thôi nha. Nha, chưa có đánh gì hết. Nè, khi mà mình đánh cái kem Miu lên là nó make up da nhẹ cho mình. Thì mình ở nhà mình để vậy mình cũng rất là xinh. Đúng không ạ? Mình chỉ cần đánh cái môi chút xíu là mình rất là xinh rồi. Kem Miu này là giá 850 nha cả nhà. Mình liên hệ các nhà phân phối, các đại lý, các cộng tác viên dùm Kim Anh không bán lẻ. Kim Anh là Kim Anh không bán lẻ, vì vậy cho nên đừng có inbox Kim Anh nha. Kim Anh không có check inbox được đâu. Cả nhà mình vui lòng liên hệ đến các nhà phân phối mà mua dùm Kim Anh nha. Đó, cái đây là cái kem Miu Kim Anh sản xuất tại Hàn Quốc mà cả nhà mình hồi nãy giờ Kim Anh đánh, cả nhà mình cũng đã thấy rồi phải không? Đây nè. 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 Vỗ thôi là nó cũng đã thẩm thấu rồi nè. Khi Kim Anh thoa ra cả nhà mình thấy cái sự thẩm thấu không nè, nó hút liền vào trong cái da của mình và làm cho cái da của mình nó căng mà nó mỏng ra như thế này đó nè. Kim Anh mới đánh xong là cả nhà mình đã nhìn thấy được cái độ bóng, độ 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 bóng của cái da của Kim Anh rồi phải không? Cái này là chưa make up gì hết nha. Đó, đây là kem Miu, kem sữa. Đây là kem ban ngày nha cả nhà mình. Ví dụ như cả nhà mình không không đi ra ngoài đường mà ở nhà, chỉ ở nhà thôi, ở trong khuôn viên mát, trời mát thì nên sử dụng cái này. Còn nếu như như bây giờ đây, cái mình đánh thêm ở dưới tay cho cả nhà mình coi nhé. Nè, nó thẩm thấu liền lập tức. Đây là cái kem Miu kem ngày tuyệt vời luôn cả nhà mình ơi. Đó. Nó cái độ mất make up liền mà không bớt, không rít, không bị bớt 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 nha cả nhà mình nha. Nè. Cho mình để sát vô cho cả nhà mình coi, không bớt nha. Không bị bệt 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 bệt. Có nhiều cái kem nó bệt nguyên vệt nhìn rất là ghê. Nó làm cho trắng da tức thì nè, nó giúp cho căng mướt và mịn ha. Đồng thời nó dưỡng trắng từ sâu bên trong da của mình ra. Hiện bây giờ khi mà các bạn đánh cái kem Miu kem sữa này lên á thì cái da của các bạn nó sẽ trắng tức thì, tức là nó trắng tức thì là nó là trắng một cái lớp make up, nhưng đồng thời nó sẽ dưỡng sâu ở bên trong từ 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 từ. Các bạn sử dụng theo thời gian nó sẽ trắng thật sự cho các bạn, ngăn ngừa lão hóa, chống oxy hóa luôn ha, nó chống oxy hóa cái da của mình. Bởi vì sao? Bởi vì khi các bạn sử dụng thường xuyên á, nó nuôi dưỡng cái tế bào da của các bạn nè. Kim Anh mới đánh vậy chưa có make up gì hết luôn á. Dạ, 850. Cả nhà mình liên hệ các nhà phân phối, các đại lý, các cộng tác viên dùm Kim Anh kêu không bán lẻ nha. Đây là cái hũ kem Miu tuyệt vời. Kim Anh nói một đã xài một lần rồi thì ghiền tới già luôn. Kim Anh ghiền tới giờ này luôn. Đúng rồi, mà nó lại là cái kem này nè, nó lại cộng thưởng thêm nữa là nó có một cái lớp bảo vệ, đó là chống tia cực tím UVA và UVB luôn, giúp các chị em mình chống nắng. Ví dụ như Kim Anh đang ngồi ở nhà nè, Kim Anh có thể sử dụng cái này là đủ rồi. Nhưng